Rồi, chào các bạn. Thì đây là những dịp cuối năm. Cuối năm Tết ta nha, đầu năm Tết Tây nha. Hôm nay là 20 âm lịch thì em sẽ tiến hành chuyển máy cho xe SH 150 Việt Nam. Xe này order là 18.000 cây ở trên đồng hồ Vinh. Nhưng mà xe này á thì chủ xe có thay đổi gì mình không biết. Giờ mình sẽ ráp trả về lại Vinh và sẵn kiểm tra luôn. Thì xe đang chạy bị róc và yếu và chết tới bé nữa. Bây giờ em tiến hành em chạy máy ra và em bảo dưỡng Vinh lại toàn bộ cho chủ xe luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi chào các bạn. Thì bây giờ em chạy máy sẽ hát ý ra nè. Đi vô nước mẹ à. Hả? Láp này chủ xe chạy bị vô nước nè. Chắc mùa mưa mùa rồi rồi lâu quá không bảo dưỡng lại xe. Láp đồ vô nước hết. Giờ rửa sạch sẽ lại thay bật đèn láp. Còn xe rắc hơi là đã do đâu do đầu bào nè các bạn. Đi lâu đóng khói rồi á. Giờ xe thiếu xăng nữa. Xe này đi cái bô á nên bị thiếu. Nó trắng hết. Đó thì em sẽ làm lại toàn bộ cho chủ xe. Rồi. Kim phun luôn sẽ bị vệ sinh sạch sẽ lại luôn ha. Giòn thì em sẽ đem đi thay tay giòn. Thì lâu lâu mình mới bảo dưỡng xe ga và mới làm một cái clip cho bạn coi. Thì cái việc này nó diễn ra thường xuyên tại tiệm mình. Nhưng mà về xe ga rất là đơn giản. Nó sẽ không nhiều đồ như quay rim. Và nếu mà quay nhiều quá nó sẽ lặp đi lặp lại. Nhưng mà ngày hôm nay em phải nói rõ nhiều bạn hiểu một vấn đề là vậy. Bảo dưỡng xe là gì? Thì đầu tiên cảm ơn anh trai luôn, rất là dứt khoát. Anh trai này là một vị khách đã làm nồi ở tiệm em rồi, đã đi được một thời gian thì bây giờ tới vệ sinh nồi lại. Thì sau khi mình vệ sinh nồi lại thì cái việc đó chi phí đó kêu là bảo hành bảo dưỡng không tốn tiền. Thì em mới có chạy thử xe thì em mới thấy xe là nó róc hơi. Mình có tư vấn là bảo dưỡng cái máy lại. Anh trai quyết định ok trẻ 12 triệu. Đồng ý làm không đồng ý thôi. Cái việc chạy máy xe ga thì em làm là dao động từ 12 đến 15 hoặc 18 nó tùy vô xe các bạn. Nhưng anh trai này là xe còn đẹp. Còn đẹp ở đây là không phải là đồ không hư. Nó sẽ có một số cái không hư mà bắt buộc các bạn phải thay. Cái đó kêu là bảo dưỡng định kỳ, giống như các bạn làm cái nồi vậy đó. Hoặc là các bạn đi đơn giản nhất là các bạn bóp cái thắng, bố thắng nó mòn. Tới lúc các bạn vô tìm ta, các bạn vẫn còn bóp thắng được mà. Nhưng mà nó mòn thì phải thay. Nhiều anh hỏi tại sao phải trẻ. Hoặc là có nhiều anh chạy tới tìm mình nói là à muốn làm lại cái xe bảo dưỡng máy. Thì mình thấy cái xe lột dên hay gì đó đi. Thì lại mình báo anh chạy máy. Anh hỏi anh không muốn chạy máy. Mà nói ủa vậy thôi giờ anh kiếm em làm gì, em đâu làm được gì cho anh đâu. Như anh trai này nè, xe thì vẫn còn êm nhưng mà chạy nó róc. Thì mình báo anh chạy máy bảo dưỡng lại, anh ok liền. Và nhờ chạy máy như vậy thì mới phát hiện ra là cái láp của anh bị vô nước, các bạn thấy không. Đó. Và đây mời camera quay lên đây. Thì cái láp bị vô nước á, thì bây giờ là em đã rửa sạch sẽ phần láp lại và em thay bật đèn máy lại cho anh, bật đèn láp lại cho anh. Bật đèn láp ở đây là thay ở đây và trên cái cốt nữa và trên nắp láp luôn. Đó là em đã thay lại những bật đèn mới. Máy đồ của anh cũng vậy, em vừa gỡ ra chi, gỡ ra để vệ sinh sạch sẽ lại chi tiết máy luôn chứ đúng các bạn. Ừ, các bạn coi em rửa bằng tay nè. Sạch ghê gớm không? Rồi. Tiếp đến một cái nữa nè là dơn. Thì các bạn phải kiểm tra là tay dơn của người ta có hư hay không. Không hư thì không thay. Hoặc là tới thời gian nó lột dơn á thì phải thay. Bạc đạn dơn vậy. Thì ở đây á là bạc đạn dơn á thì em sẽ thay mới cho chủ xe. Tay dơn á thì em giữ lại bởi vì tay dơn này chưa hư, chưa thay. Còn bạc đạn dơn em thay mới là xong phần dơn. Về phần sơn cam sơn đồ thì mình chỉ mình bảo dưỡng mà. Cái sợi sơn cam nó đâu có đứt được đâu đúng không? Thì các bạn hỏi tại sao thay? Nó giãn. Y như là các bạn chạy một cái chiếc xe máy gắn máy bình thường đi. Nhưng xin dĩ các bạn giãn, các bạn phải tăng lên. Còn này sơn cam sao tăng thì mình thay mới nó thì nó căng ra lại bình thường. Đúng chưa? Còn lòng nè, mình làm đúng vấn đề thôi. Ví dụ như lòng ở đây. À bây giờ của người ta đi lâu đúng không? Đóng khối bít tông đồ thì em vệ sinh sạch sẽ nè. Rồi em thay lại một bộ bạc hãng. SH Việt Nam thay lại hãng Việt Nam, đừng mua bạc lô. Đúng không? Xài bạc hãng uy tín, trách nhiệm đàng hoàng. Lòng vẫn là ế tăng đa. Đó, đâu gì đâu. Rồi làm vậy xong thì mình thay thêm một cái rau chân và mình thay thêm một cái rau ghi lát. Đó mà mình lựa mã này là mã của Thái luôn. Thì mình thay thêm cái rau ghi lát nữa đơn chi.
Nhiều người ta lấy rau nguyên lát cũ người ta chét keo lại, nhưng mà thực sự rau nguyên lát là các bạn phải thay mới để cho nó kín cái mặt lòng, nó không có lòn nước. Những cái xe này nó giả nhiệt bằng nước. Rồi những cái chi tiết này là giữ lại của người ta nè, thì mình phải xem xét là những bộ phận nào hư thì mình thay, không hư thì mình không thay, vậy thôi đó. Và bạn lắp bên đây là này lắp lắp nhỏ nè đó, là em cũng thay full bạc đạn hết bình thường. Còn phần nồi nè, lào sáng em có vệ sinh lại cho ảnh sẵn rồi, và cái nồi này anh cũng làm ở tiệm em thời gian rồi, thì em thấy nó vẫn chưa hư thì vẫn để lại để tiết kiệm chi phí cho chủ xe, đúng không? Còn đây dây Gora nè, thì khi mà chạy máy á, nếu mà anh tới anh vệ sinh nồi á thì em sẽ không thay dây cho anh đó, bởi vì bảo dưỡng lại. Còn khi mà anh đã xác định là anh chạy máy bảo dưỡng thì em sẽ thay sợi dây Gora cho anh luôn. Và khi chạy máy ra, điều cơ bản đầu tiên các bạn phải tốn là tốn tiền công, tốn tiền sinh phốt ron đó. Tất cả sinh phốt ron là xài sinh phốt ron hãng hết, trong khi đó những người kia người ta xài là sinh cũ, người ta chét keo lại cho các bạn không mà, bởi sao người ta làm không rẻ. Còn đây là em thay cho các bạn đúng và làm đúng tiêu chuẩn, quá thích hợp đúng không? Bởi vì người chủ xe người ta mới chọn gắn bó với mình, tư vấn cho người ta đúng, giải quyết đúng vấn đề, đâu còn gì nữa đâu thắc mắc. Còn nhiều người ta phải bắt buộc là ghi rõ ra từng món từng món, thì tiệm em không làm vậy. Tiệm em là nhận khoán nguyên máy đó bao nhiêu tiền rồi xong, anh đồng ý thì anh làm, anh không đồng ý thì có thể anh kiếm những nơi khác người ta ghi chi tiết ra đó, làm món gì món gì món gì thì ghi chi tiết ra, dễ mắc vấn đề là không làm cũng tính luôn á đó. Đó còn em nhận khoán, có gì em chịu trách nhiệm hết là xong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cây đại tu lại á, là những chi tiết máy luôn nè, dây điện sườn nè, hộp bô eo nè, mình gỡ ra mình rửa bằng xà bông sạch sẽ là cho chủ xe luôn. Hộp bô eo lọc gió này mình sẽ mở ra mình rửa luôn, chứ không phải là mình chỉ làm máy không, là mình làm máy những cái thứ không liên quan mình đều vệ sinh sạch sẽ là cho các bạn hết một cách tỉ mỉ nhất đó. Chào mọi người, mình mới chạy trong xong trên tay một cái xe thắp bô xăng lửa đó. Thì lâu lâu mới chạy tay ga cho mọi người coi biểu đồ tay ga nó khác như thế nào so với siêu số. Đây, cái biểu đồ tay ga này chỉ có HB và là đo khi xe còn gắn nguyên bộ nồi nha mấy bạn. Cho nên cái biểu đồ tay ga này nó đọc không giống như biểu đồ xe số bình thường. Muốn ra được biểu đồ như xe số bình thường á, thì mình có cách khác chứ không phải như vậy nha. Sau này mình sẽ chia sẻ sau, nhưng mà sương sương thì xe này đạt khoảng cho các bạn đọc tầm 11-11.5 HP đó. Thì mình test này là test theo tốc độ là từ 15 tới 70 mai nha. Trước mắt là mọi người nhìn cái này đã, nếu mà có dịp sau á, có là dịp nào tiện thì mình sẽ giải thích cái cách đọc biểu đồ tay ga mà có gắn nguyên nồi đo như thế này cho mọi người nha. Rồi, không có đọc cái đỉnh này nha mọi người, không có đọc cái đỉnh ngay lúc đầu này nha đó, không có lấy cái này làm HP của xe, và các HP mình đọc ở bên này chỉ là tham khảo tương đối thôi. Xe này thì ổn cho một cái ban, một cái 150 zin nồi thì kiểu nhẹ nhẹ thôi, không có mạnh lắm, không có đua bơi gào thét lắm nha. Rồi mọi người có thắc mắc gì thì liên hệ anh Tây giúp mình nha, mình cảm ơn.